Và kính thưa quý vị, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh trong thông điệp đầu năm, tin từ Vatican. Vào ngày đầu tiên của năm 2014, Đức Giáo Hoàng Francis đã có một bài giảng về hòa bình cho năm mới, nói rằng trái tim của nhân loại dường như đã đi lạc hướng và có quá nhiều người thờ ơ với chiến tranh, bạo lực và bất công. Đức Thánh Cha đã chúc mừng năm mới khi xuất hiện nơi cửa sổ của điện tổng tòa của Vatican trước hàng chục ngàn người tại quảng trường Thánh Phêrô trong ngày mà Giáo hội Công giáo La Mã kỷ niệm Ngày Thế giới Hòa bình. Đức Giáo Hoàng, người đã lấy tên từ Thánh Francis Assisi là vị thánh gắn liền với hòa bình, đã kêu gọi thế giới lắng nghe những tiếng khóc cho hòa bình từ những người bị áp bức bởi chiến tranh, bạo lực, sự trả thù và tham nhũng. Đức Giáo Hoàng nói, chủ đề của Ngày Thế giới Hòa bình là tình anh em, là nền tảng, là con đường dẫn đến hòa bình. Tất cả mọi người đều là một phần của gia đình nhân loại, nên mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm làm cho thế giới trở thành một cộng đồng anh em tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận sự khác biệt của nhau và chăm sóc lẫn nhau. Mọi người cũng phải nhìn thấy bạo lực và bất công ở rất nhiều nơi trên thế giới, và chúng ta không thể dửng dưng thờ ơ trước những bạo lực và bất công này. Mọi người cần phải tham gia xây dựng một xã hội công bằng hơn, quan tâm đến nhau hơn. Đức Giáo Hoàng đã nói thêm rằng đã đến lúc dừng lại trên con đường bạo lực và tìm kiếm hòa bình. Trong thông điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình được gửi đi vào tháng trước cho các nhà lãnh đạo thế giới, Đức Giáo Hoàng Francis nói rằng tiền lương và tiền thưởng cao là triệu chứng của một nền kinh tế dựa trên sự tham lam và bất bình đẳng. Ngài đã kêu gọi thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chia sẻ sự giàu có giữa con người và giữa những quốc gia. Đức Giáo Hoàng cũng đã kêu gọi giáo hội của mình công bằng hơn, tiết kiệm hơn, ít phô trương hơn và gần gũi hơn với những người nghèo khổ. Năm mới được dự kiến sẽ mang lại những thay đổi cụ thể tại Vatican sau một loạt các vụ bê bối trong thời kỳ của Đức Thánh Cha Benedict, là vị giáo hoàng đầu tiên đã từ chức trong 600 năm. Đức Giáo Hoàng Francis đã thiết lập một ủy ban với 8 vị hồng y từ khắp nơi trên thế giới để cố vấn cho Ngài trong việc cải cách hành chính trung ương ở Vatican.